Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác cái nồi cơm nhá, con nồi cơm của Hitachi. Đấy. Đây để em cho máy xuống gần các bác nhìn cho nó dễ. Đây các bác nhá. Một em nồi cơm của Hitachi, con này còn nhìn cơ bản bên ngoài thì còn rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình hiển thị sắc LED. Các chế độ chọn bình thường. Đấy. Đây, các chế độ này. Đấy, các chế độ là bình thường các bác nhá, không vấn đề gì cả. Các phím vẫn bình thường. Bên này này, hẹn giờ. Hủy này. Đấy. Rất là nhiều chế độ các bác nhá, rất là nhiều chế độ. Song thì em đun thì em thấy là cắm điện thì vẫn thấy lên bình thường và song thì vẫn nóng các bác nhá. Các bác đun một lúc thì thấy là song hiện tượng mình nóng. Tức là song nó sẽ cái đây là cái phần bên trong này. Mình sờ thì các bác đun một lúc lâu thì mình sẽ thấy song nó nóng lên. Đấy. Tức là khi mà đạt nhiệt độ của nó ấy, thì bắt đầu nó sẽ nóng lên tầm khoảng là bao giờ ví các bác đun 40 phút này thì nó sẽ về tầm khoảng là 35 hoặc là 30 thì bắt đầu là song nó sẽ nóng dần lên. Đấy, cứ càng nhiệt độ mà cái thời gian nó càng giảm xuống thì nhiệt độ nó càng nóng sâu lên. Đấy. Thì tức là gì? Ý em muốn nói đây là điện nó vẫn vào và xong thì vẫn nóng bình thường. Đấy, giòn riếc đây, con này còn ngon lắm. Mọi thứ là còn ok. Áp suất bi các bác nhá. Đây, lồi áp suất bi còn rất đẹp luôn. Đấy, lồi cơm Hitachi áp suất bi. Cái này thì em chưa cho gạo vào cắm thử lên, không biết là tình trạng của em nó là như thế nào. Ở đây thì em chỉ biết là test xong thì vẫn thấy là hiện tượng nóng bình thường. Xong vẫn nóng và cho nước vào đun thử thì nước vẫn sôi. Đấy, còn em thì em đang chuyển cửa hàng các bác. Đợt này đang giả cửa hàng, thế nên là em xả dọn kho thanh lý. Giá siêu rẻ luôn. Đấy. Như con Hitachi này thì xả giá rẻ luôn cho các bác. Để các bác con này giá là 690.000 nha. 690. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo em. 690k. Đây. Còn rất đẹp luôn các bác. Các cái hộp chia hơi trước của nó này. Đây, bên trong này. Đó, rất là đẹp luôn. Được chưa ạ? Đây. Dòng riêng em xem rồi, còn mọi thứ là còn tuyệt vời. Giá con này thì 690k các bác nhá, 690. Đây để em lắp lại nhá. Đấy. 690k cho con lồi cơm Hitachi áp suất bi này. Đấy, thì bác nào mà lấy thì alo cho em. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Một trong hai số thì gọi cho em số lạ được hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng. Địa chỉ cửa hàng ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Giá là... Đây là còn cả một cái lắp phụ này. Đấy, giá là 690k. Vâng. Đấy, bác nào chốt thì cứ alo em. Rồi, em xin chào và kết thúc video từ đây nhá. Lồi cơm Hitachi 690k, điện vào bình thường, cắm nước nóng bình thường. Còn gạo thì em chưa có thời gian thử nên chưa biết được như nào. Nhưng mà những cái lồi cao tần này thì chắc chắn là gạo ăn sẽ ngon. Các bác đun sẽ cực kỳ ngon. Lồi cao tần này còn áp suất bi nữa thì ăn cực kỳ ngon luôn. 690 các bác nhá. Vâng, xin chào các bác.